Thành thật xin lỗi chị. Vợ chồng tôi... Kia mình, tôi đã nói rồi, chỉ mình tôi có lỗi, vợ tôi không liên quan. Chính tôi đã bế nhầm đứa trẻ đưa cho chồng chị. Khi chị quay lại trạm xá tìm con, tôi đã nói dối chị. Cũng do ngày đó tôi cờ bạc nợ nần nên đã dựng lên chuyện để lừa chị. Lỗi là tại tôi. Khi tôi quay trở lại tìm con, tôi đã vội vàng tin lời anh nói mà không tìm hiểu kỹ. Nên đã giữ đứa bé lại để nuôi. Vì tôi sợ. Tôi sợ mình không còn khả năng làm mẹ lần nữa. Tôi là người mẹ tôi. Mẹ! Giang! Sao con... Đứa trẻ bị trao nhầm là con đúng không ạ? Mẹ nói gì đi chưa? Mọi người nói gì đi chưa? Sao lại im lặng như thế? Sao? Con bình tĩnh đã. Không phải như con nghĩ đâu. Con đã kịp nghĩ gì đâu hả mẹ? Con chỉ mới nghe người ta trao nhầm con cho bố mẹ thôi mà. Con hỏi mẹ, Duyên là con ruột của mẹ, có đúng không ạ? Con Duyên nó biết chuyện này rồi à? Có nghĩa là bà thật cũng biết hết mọi chuyện. Bây giờ tôi biết ăn nói thế nào với bà thật đây? Sao? 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 Năm đó khi mẹ sinh con, mẹ sinh Duyên, không phải con ạ. Mẹ và cô ấy sinh cùng thời điểm. Sau đó mẹ được đưa đi cấp cứu. Nhưng mà tại sao có thể nhầm lẫn hai đứa trẻ được hả mẹ? Lúc đó mẹ không biết gì cả. Người ta đã trao cho bố con một trong hai đứa trẻ đó. Và mẹ biết điều đó từ khi nào ạ? Sau khi mẹ ra viện, mẹ có quay lại trạm xá và mẹ gặp ông Kỳ. Ông ấy nói con của mẹ đã... Còn mẹ con cũng đã qua đời sau khi sinh con. Cho nên... Vậy nghĩa là mẹ làm việc thiện đúng không ạ? Không. Không phải. Là mẹ ích kỷ. Mẹ sợ bà con. Mẹ sợ bà nội con đuổi mẹ ra khỏi nhà khi biết cháu nội của bà đã mất. Và mẹ vĩnh viễn mất đi khả năng sinh nở. Vậy là bố mẹ đều biết và sống với sự dối trá này hơn 20 năm mà mẹ.
bố con không biết. Là mẹ, là mẹ. Mẹ, tại sao mẹ có thể làm như thế được ạ? Mẹ có biết là bao nhiêu năm nay mẹ là thần tượng của con không? Trong mắt con, mẹ dịu dàng, mẹ ân cần và không bao giờ nói dối cả. Nhưng tại sao mẹ làm như thế? Sự thật thì sao ạ? Con xin lỗi, con không thể chấp nhận được ạ. Con cần thời gian yên tĩnh, mong mẹ tôn trọng con ạ.